quý vị đến với người con gái Phú Quốc, người đẹp Lucy. Chào mừng tất cả quý vị đến với hai bà tôi hãy cùng với Câu Câu. Chào mừng tất cả quý vị đến với người đẹp Châu Pha. Chào mừng tất cả quý vị đến với người đẹp Bé Ba. Con số gì đây, con số gì đây? Người đẹp Đồng Tháp Hương Hóa. Con số gì đã, con số gì đã? Con số gì đây là con số gì đây? Chào mừng đến với tiếng hát người đẹp Phi Thanh Danh Lão. Con số gì đây? Và bây giờ chúng ta cùng nhìn ngắm với tiếng hát người đẹp Ngầm Dương cùng với con trai người đẹp Diễm Huệ. Trị giá là 1 triệu đồng. Và đêm nay và tí xíu vài vòng đời nữa đây, chúng ta sẽ được bắt đầu đến với những cặp thí sinh với làm 20.000 đồng cho tà lá vé. Và chúng ta sẽ được bắt đầu chuẩn bị đến với phần kiểm tra vé và lòng cầu. Và bên đây người đẹp Sang Sang, người đẹp Cổng Dung đại diện cho khoa bạn. Và đây là cái con lòng cầu là không có quả banh nào nha. Quay đi Nhung, quay đi. Đó, không có một quả banh nào trong này hết. Và tất cả quý vị khán giả có mặt tại đây là chúng ta là người kiểm chứng trực tiếp nhất. Và ngay từ bây giờ bỏ từng con số vào trong đây nha. Và bây giờ con số đầu tiên là con số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 và 20. Sau khi kiểm tra xong thì chúng ta dò số quý vị nha. Giờ bây giờ số mấy con? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 40 bỏ vô luôn không? 41. Chưa không? 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58, 59 và 60 quý vị nha. Rồi, vừa qua tất cả quý vị đã thấy 60 con banh được lần lượt bỏ vào trong lòng cầu. Và ngay từ bây giờ vòng loại đầu tiên, vòng loại mở màn, người ta thường nói dàn sự thì khỏi đầu nan nha. Và tí xíu nữa đây chúng ta sẽ được gặp sự bung lửa, sự trình bày của tất cả những thí sinh còn lại rất là mạnh với chủ đề tối đêm nay. Và ngay từ bây giờ vòng loại đầu tiên, Quỳnh sẽ được kính chúc tất cả quý vị một lần nữa gặp nhiều may mắn. Quý vị ơi, hai cái chúc cầu vô vé. Con tôi đi ra, nhưng mưa đang rơi không ngừng, nhớ thương em từ khi xuống bên dưới.
60 có 3 17 hợp lệ. Rồi anh cầm giùm em ha. Rồi một vị chủ nhân, hai vị chủ nhân. Rồi mã dùng loại là 0159 159 hợp lệ. Rồi 36 36 có 1 60 60 có 2 29 29 có 3 số 6 hợp lệ số 6. Rồi vị chủ nhân thứ 3 và dùng loại là 0159 159 hợp lệ ký hiệu. 36 36 có 1 41 41 có 2 24 24 con ít có 3 và 16 16 con ông hợp lệ. Rồi hợp lệ luôn, ba vị chủ nhân đọc chạy luôn. Bây giờ sản phẩm của em kinh trùng sẽ chia đều nữa ha. Rồi cho em xin ba cái bao thư đi ạ. Dạ rồi ba anh chị mình nhờ cho bạn nhận giùm em. Rồi bây giờ dòng lệ đầu tiên đã có ba chủ nhân may mắn nha. Và dòng lệ mới cái tiền vẫn là 20.000 đồng cho một phần tặng vé. Và chúng ta sẽ có cơ may nhận bao lì xì tương đương trị giá là 1 triệu đồng. Và tí xíu nữa chúng ta sẽ được bắt đầu đến với những vòng loại đặc biệt đối tượng tài trợ của ẩm thực Trần Đà Nẵng. Mỗi tờ đấy trên tay chúng ta sẽ có cơ may nhận của đó là đội chỉ vàng. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ có những vòng loại cực kỳ đặc biệt. Mỗi tờ đấy trên tay là 50 chúng ta sẽ